khoảng một năm trước vào thời điểm này thì mình đã review cho các bạn một con tai nghe rất hot là con Soundbeats E3. Hôm nay thì mình đang cầm trên tay một phiên bản được coi như là refresh lại của nó và có một vài nâng cấp mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn là con Soundbeats E3 Deluxe. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi. Xin mời. Đầu tiên để mình điểm lại cho các bạn về những cái mà nhãn xuất người ta tặng cho các bạn ở bên trong cái hộp của con này, thì khi các bạn mở hộp ra thì bạn sẽ thấy được ngay. Đầu tiên đó chính là một cái cọng dây sạc cho con này USB-A to C, tương đối là ngắn thôi ha, tương đối là dày dặn, tuy nhiên là hơi ngắn một tí thì các bạn phải chấp nhận thôi, cũng giống một số những cái con Soundbeats trước đó mình đã từng sử dụng qua. Ở bên cạnh đó thì bạn sẽ tìm thấy được luôn cả một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, thì mình recommend các bạn nha, cái sản phẩm của hãng nào thì mình không biết, có thể quăng đi. Đối với là Soundbeats á thì họ trang bị tương đối là nhiều tính năng điều khiển trong con tai nghe này mà các bạn cần phải xem qua, và nó cũng khá là tương đồng so với con Soundbeats E3 mà mình đã từng xài qua, nếu mà không nói là y chang. Cụ thể ở đây là bạn sẽ có được tính năng tăng giảm âm lượng này, bên tay trái bên tay phải này, next bài rồi previous bài lại bài trước. Ở bên cạnh đó là bạn có thể bật tính năng game mode ở trên con này. Ở đây là một cái điểm cộng dành cho những cái con tai nghe giống như thế này, tại vì các bạn sẽ thấy hầu hết con tai nghe có game mode đều là con tai nghe nhét trong, nhưng mà đối với con tai nghe đa dụng như thế này thì khi mà trang bị game mode thì là một trong những cái điểm cộng mà mình cần phải nhắc cho các bạn ở trong đầu bài này nha. Và tiện đây đang nhắc về ngoại hình thì mình cũng sẽ điểm qua cho các bạn những cái thay đổi về ngoại hình so với con E3 đang nằm ở trên tay mình đây luôn. Đây là con tai nghe mà mình đã xài được khoảng 1 năm rồi. Đây, Soundbeats E3 Deluxe và E3. Bạn có thể thấy được là cái kén của con E3 Deluxe bây giờ nó to hơn một chút xíu và nó bo tròn hơn rất nhiều. Và các bạn có thể thấy được là cái vật liệu ở trên con E3 là nó hơi nhám nhám. Còn đối với lại con E3 Deluxe của chúng ta thì nó lại làm một cái vật liệu ở bên ngoài là phủ nó hơi bóng, giống như kiểu là các bạn sơn bóng lên, nó sơn bóng tay ấy. Và các bạn sẽ thấy được là cái vật liệu này nó khá là bám mồ hôi và vân tay. Và đặc biệt là đối với những bạn nào mà sử dụng dài và lâu á, dài hơi giống như mình á, thì bạn sẽ thấy được là cái phần nhựa này bạn sẽ có một cái mối lo, đó là dễ bị trầy xước. Chính xác, cho nên là cái phần này là bạn sẽ cần phải thật là cẩn trọng nha. Và bên cạnh đó thì bạn, nếu như bạn đi sang cái phần mặt sau á, chúng ta sẽ có một cái nhấn nhá, nó không có giống như con E3 cũ. Con E3 cũ nó chỉ là một cái bản lề duy nhất thôi đó, bạn thấy nè, nó khá là kiểu bình thường đơn giản ấy. Nhưng mà con E3 Deluxe của chúng ta thì lại có thêm một cái phần bản lề ở phía bên dưới bản lề, họ có làm một cái logo Soundbeats, và cái chỗ này làm giả kim loại cho nên thằng em của mình nhìn nó cũng bị hơi lộn một chút xíu. Và bên trên đây rõ ràng chúng ta vẫn sẽ có một cái bản lề khá là giống so với con E3 cũ các bạn ha. Đó, và cái phần bản lề này làm bằng nhựa và cũng như là có tính năng chống sập giống như con E3 cũ. Đây. À, tức là cái tính năng chống sập này nó sẽ có ý nghĩa khi mà các bạn nằm như thế này và các bạn lấy tai nghe ra thì nó sẽ không sập cái này xuống ha, khá là tiện lợi. Bên cạnh đó có một cái mà mình khen về cái bản lề của con này, đó chính là bản lề con này mặc dù làm bằng nhựa nhưng mà nó rất là chắc chắn và nó không có hiện tượng bị sập sệt. Đó, chắc luôn nha các bạn nha. Đối với E3 nó cũng như vậy nè. Đó là một cái điểm mà mình rất là thích trên hai con tai nghe này luôn. Và cảm giác đóng mở trên đây cũng rất là chắc chắn nè, tiếng khá là đầm. Cho các bạn nghe nè. Ha, E3 nè. Đấy, nói chung là về phần âm thanh này chắc là các bạn tự đánh giá đi ha. Về cái phần mặt trước thì bạn sẽ thấy là có một cái nút, khi mà các bạn bấm lên trên đây là nó sẽ hiện cái đèn LED ở trên đây để báo pin cho các bạn. Ngoài ra cái nút này còn có sắm thêm một cái vai nữa, đó chính là khi mà các bạn mở cái kén này ra, giữ cái nút nào trong khoảng 10 giây thì nó sẽ reset con tai nghe lại của bạn và nó sẽ không còn kết nối với lại cái điện thoại của bạn nữa. Nó nằm trong cái trường hợp là khi mà các bạn sử dụng con tai nghe này mà gặp lỗi á, mà các bạn không thể tìm ra được cách fix, thì cứ ngắn gọn nhất là nhét con tai nghe vào trong kén xong rồi nhấn giữ cái nút này 10 giây thế là xong. Hoặc là khi mà các bạn mở cái kén này ra nè và các bạn muốn cho nó kết nối thì bạn nhấn giữ khoảng 3 giây. Đó, và khi cái đèn nó flash màu trắng là lúc đó con tai nghe của các bạn đã sẵn sàng để pair với thiết bị rồi. Và đi xuống dưới mặt thì bạn sẽ thấy được là chỗ này ha. Thì muốn điểm nhấn tí mà làm cái ok mặt đáy. Và đi xuống mặt đáy của cái case thì bạn cũng sẽ thấy được là chúng ta vẫn sẽ có một cái cổng USB-C để sạc cho con tai nghe giống tương tự như con E3 cũ này các bạn nè. Tuy nhiên có một cái điểm hơn một chút xíu, đó chính là mình thấy con E3 Deluxe ở chỗ này họ gia công tốt hơn, và cái những cái phần cắt CNC chỗ này mình thấy nó đều hơn so với con E3 cũ. Đây, E3 cũ thì nhìn nó hơi bị lệch quẻ một chút xíu. Và nhìn chung, xét về cái độ hoàn thiện thì E3 Deluxe của chúng ta nhìn nó bóng bẩy và nó fancy hơn so với con E3 cũ một chút xíu. Tuy nhiên về cái tính thực dụng của cái thiết kế như thế này thì theo như mình là một người sử dụng tai nghe thường xuyên thì mình vẫn sẽ khá là lo lắng về cái vấn đề là con này nó bị bám bẩn và bị trầy qua một thời gian sử dụng lâu dài các bạn ạ. Đi sang phần tính năng và những cái trải nghiệm của mình trên con tai nghe E3 Deluxe này, liệu nó có giống như con E3 này hay không? Nhìn chung nha, bước đầu thì khi mà bạn nhìn vào bên trong cái thông số của cái tai nghe á, thì khi mà mình tháo ra nè, đó mình tháo cái housing ở bên trong ra, đây mình sẽ tháo hai con tai nghe bên trong để cho các bạn thấy ha.
Thì đây, đây là con E3 thường, đây là con E3 Deluxe. Và cái thiết kế của chúng giống nhau hoàn toàn, không có khác gì cả các bạn ạ. Và cũng như là về tính năng, các bạn cũng sẽ thấy được là con E3 như thế nào thì con E3 Deluxe cũng như vậy. Đầu tiên mình nhắc tới là kết nối của cả hai con này đều là Bluetooth 5.2. Bạn vẫn sẽ có con chip xử lý âm thanh của Qualcomm là QCC3040 hỗ trợ aptX, aptX Adaptive. Bạn vẫn sẽ có Voice Assistant này, bạn vẫn sẽ có được app của Soundbeats. Đấy. Và khi mà các bạn sử dụng và có Voice Assistant thì nó sẽ báo cho các bạn là tình trạng kết nối của tai nghe với điện thoại của bạn này, ngắt kết nối này, và cũng như là nó sẽ có được những cái âm thanh tút tút khi mà các bạn tương tác next bài hay là back bài về sau. Hay là thậm chí là khi nó hết pin thì nó cũng vẫn sẽ báo cho các bạn bằng Voice Assistant nha. Low battery đồ các kiểu thì rất là tiện. Nhìn chung là hai con này tính năng nó gần như là tương tự nhau. Và bên cạnh đó thì bạn sẽ thấy được là hai con tai nghe của chúng ta cũng được trang bị driver là 14mm. Và cái cách tune âm của cả hai con tai nghe của chúng ta nó đều tương tự như nhau. Và mình cũng đã dành ra một khoảng tầm một tuần thì mình có nghe qua con E3 và con E3 Deluxe để mà mình có thể so sánh trực tiếp chất âm của chúng, thì gần như là tương đồng với nhau. Về dải bass, dải mid, dải treble của cả hai con tai nghe của chúng ta đều tune ở cái kiểu là flat, tức là chất âm phẳng các bạn ạ. Nó không có bị boost ở dải nào lên quá nhiều. Tuy nhiên cái điểm mạnh về dải bass và cũng như là dải high mid, nó sáng, nó khiến cho hai con tai nghe của chúng ta nghe nhạc những cái thể loại nhạc như là thính phòng này, nghe những thể loại nhạc mà có ballad vocal thì nghe sẽ rất là cảm xúc. Bên cạnh đó thì bạn khi mà bạn chơi game thì bạn sẽ thấy được là cái dải mid của chúng ta vì làm tròn, đầy và thoát, nên là bạn sẽ thấy được là cái âm hình của những cái tiếng bước chân cũng như là những cái vị trí của những tiếng bước chân nó tái tạo ra rất là tốt. Và đặc biệt ở trên hai con tai nghe của chúng ta cũng có chế độ game mode, và khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ game mode bằng cách là bấm 3 lần lên trên tay trái thì nó sẽ giảm độ trễ của tai nghe của chúng ta xuống còn 60 ms. Đây là một cái độ trễ nó không quá là tuyệt vời, tức là không phải là thực sự là nhanh light speed các kiểu là gần như là không có độ trễ, nhưng nó vẫn có ý nghĩa với những bạn nào mà chơi game FPS nhưng mà cần một thiết bị không dây mà phải có một cái tốc độ phản hồi nhanh. Giả dụ mình chơi game PUBG Mobile đi, nhưng mà bây giờ mình xài một con tai nghe không dây không có chế độ game mode, nó phản hồi ở tầm 120 ms, thì khi mà mình nghe được tiếng bước chân của thằng địch thì nó nằm kế bên mình luôn rồi. Nhưng mà đối với con này thì cái tốc độ phản hồi nó giảm chỉ còn một nửa, cho nên là khi mà các bạn chơi game thì nó vẫn là một cái lợi thế dành cho bạn khi mà sử dụng tai nghe này, nếu bạn so với lại một người không có sử dụng game mode ha. Đấy, còn cái việc là nó độ trễ như thế nào thì chút xíu nữa mình cũng sẽ test cho các bạn luôn. Còn về micro thì sao các bạn ạ? Micro cái chỗ này thì cả hai con tai nghe, hai mẫu của chúng ta gần như là giống nhau. Nếu muốn nói là giống nhau hoàn toàn. Con Soundbeats E3 Deluxe của chúng ta ở mỗi bên tai sẽ trang bị cho các bạn hai cái micro, và nó được trang bị cái tính năng khử nhiễu là CVC 8.0, tức là Clear Voice Capture 8.0. Thì khi các bạn sử dụng cho đàm thoại thì bạn sẽ thấy được là nó sẽ lọc bớt cho chúng ta cái âm thanh ở ngoài môi trường. Tuy nhiên là nếu mà xét về cái chất lượng âm thanh đi nha, mà bạn so với những con tai nghe có dây thì mình sẽ đánh giá nó nằm ở mức 7/10 thôi. Nhưng nếu bạn xét trong tầm giá của nó và các bạn xét chung với lại những tai nghe True Wireless khác thì cái chất âm này thì mình sẽ cho nó mức điểm là 9/10. Thiệt ra là mình đã từng xài qua khá những mẫu tai nghe khác rồi. Giả dụ như Pamu Z1 này là một con của Pamu đi ha. Bạn sẽ thấy là mình cũng đã từng xài qua một số mẫu tai nghe của Sony, và thậm chí là mình xài qua những con tai nghe không dây của Skullcandy luôn. Thì con tai nghe này, bởi vì cái mic của nó khá là gần với lại, đây bạn xem nè, cái lỗ mic chỗ này nó lại khá gần với miệng của bạn, cho nên là khi mà nó thu âm lại thì nó cho một cái mức âm lượng tốt hơn, và bên cạnh đó là nghe nó rõ ràng hơn. Cái này nó được chứng thực bởi mình khi mà mình gọi FaceTime cho bạn gái của mình. Đấy. Và cái phần này là cái phần mà chắc là các bạn sẽ cần phải quan tâm nè, là cái điểm nâng cấp nhãn tiền nhất của con E3 Deluxe so với lại con E3 thường. Tin mình đi, con E3 thường này á, nhãn xuất người ta công bố ha, là bạn sẽ có được 15 tiếng sử dụng tổng cho cái case là cái kén. Và khi mà mình sử dụng với lại cái nhu cầu của mình thì mình sử dụng được hơn 2 ngày. Với tổng cái thời lượng sử dụng là mình có sử dụng cả game mode lẫn nghe nhạc, và cũng như là có ngồi chat chít nữa. Thì nó được đúng cái thời lượng pin giống như vậy luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy Soundbeats họ công bố thời lượng pin thực tế đến như vậy trên con E3. Tại vì những cái mẫu tai nghe khác thì mình đeo nó đều trâu hơn so với những gì mà họ công bố. Và cái chuyện trung thực nó cũng xảy ra trên con E3 Deluxe này luôn. Khi mà mình sử dụng cái E3 Deluxe này thì thời lượng sử dụng pin của nó sẽ là 22 tiếng cho tổng cái case lẫn cái tai nghe các bạn ạ. Tức là nó trâu hơn so với con E3 này của chúng ta đáng kể, và nó đủ cho mình để sử dụng từ 3 ngày rưỡi cho tới 4 ngày là cái chuyện bình thường nha các bạn nha. Vậy nên là cái thời lượng sử dụng pin chỗ này, nếu bạn có cái thói quen sử dụng giống mình là sử dụng đa tác vụ, sử dụng xen kẽ cho nhiều mục đích khác nhau, thì con E3 Deluxe của chúng ta lại có một cái thời lượng sử dụng pin trâu hơn. Đấy, vậy tức là nếu như bạn đã từng xài qua E3 và bây giờ các bạn muốn lên một tai nghe khác giống như thế này nhưng mà bạn muốn thời lượng pin nó trâu hơn thì E3 Deluxe rất hợp lý. Và cuối cùng mà mình nhắc cho các bạn đó chính là về cái cảm giác đeo của mình. Thực ra là cái cảm giác đeo mỗi người một kiểu thôi. Cái chỗ này mình chia sẻ về cái cảm nhận của mình thôi. Đối với lại tai của mình thì mình đeo AirPods,
tức là của Apple đấy, cái con mà có thiết kế giống giống như thế này mình đã chia sẻ cho bạn trong video clip trước đó rồi, thì mình thấy nó hơi lỏng và mình sẽ cần phải chỉnh cái tai nghe của Apple khá là nhiều để đạt được cái chất âm mà mình mong muốn, tại vì khi mà mình để nó lỏng thì mình lại không nghe được bass, nghe nó kỳ quặc. Nhưng mà đối với là E3 và E3 Deluxe nói chung đi ha, cái kiểu thiết kế công thái học này của Soundpeak họ duy trì được con E2 đấy, thì nó vẫn đem lại cho mình cái cảm giác đeo rất là chắc chắn, tức là nó ôm khít vào bên trong cái vành tai này của mình. Tuy nhiên đối với một số anh em á, thì đeo lâu sẽ gây ra cái hiện tượng là bị kích lên tai và bị đau cái vành tai, bởi vì cái housing của con này nó to hơn so với cái AirPod, bạn nên nhớ cái điều đó nha. Đó, đó là cái cảm giác của mình. Còn đối với những anh em nào mà đã từng xài qua Soundpeak E3 hay là Soundpeak E2 hay là E3 Deluxe, bạn có thể để lại comment phía bên dưới để bàn luận về cái vấn đề này nha. Với tất cả những cái trải nghiệm của mình về Soundpeak E3 Deluxe và xét trên mức giá của nó đi, 1.590.000 của mức giá khuyến nghị đang được bán tại GVN, thì mình sẽ thấy là nếu mà so với mức giá con này khoảng 1.200.000 thì mình thấy là với những cái nâng cấp nhãn tiền về pin, thời lượng sử dụng pin thì mình cũng sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Tuy nhiên vẫn có một số thứ mà các bạn lấn cấn, đó chính là về cái thiết kế bên ngoài nó hơi bám mồ hôi vân tay và có vẻ gì đó là hơi lo lắng về cái việc là nó bị xước xác. Nhưng mà tin mình đi, nếu như các bạn là một người sử dụng kỹ như mình, vẫn thường xuyên hay bỏ vào bên trong những cái ngăn nhỏ của ba lô, hay là bạn vẫn mua thêm một cái case cho con Soundpeak E3 Deluxe này, thì cái mối lo đó gần như là không hiện hữu luôn. Tại vì bây giờ bạn thấy đó, những sản phẩm Soundpeak họ bán những cái case này trên những sàn thương mại điện tử rất là nhiều. Chỉ có mình thôi là cái người không thích xài bao. À, có một số bạn chắc cũng giống mình đó ha. Còn bây giờ thì chính xác đó là những gì mình chia sẻ cho các bạn được về Soundpeak E3 Deluxe với những nâng cấp rất nhãn tiền mình có nhắc cho các bạn rồi. Vậy thì bạn có hứng thú về sản phẩm này hay không? Liệu rằng bạn sẽ chọn nó hay là chọn Soundpeak E3 cũ? Thì để lại comment phía bên dưới, chúng ta cùng bàn luận về sản phẩm này nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video đến tận giờ phút này, và đừng quên để lại một like, một share và subscribe nhân vào sự ghi nhận công sức của tụi mình và Soundpeak E3 Deluxe nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace. Ok, xong. Ê mà các bạn, không biết là bây giờ chương trình giveaway tai nghe Soundpeak của mình đang còn chạy hay không. Nếu mà còn chạy thì các bạn tìm lại những cái video nhà Soundpeak 2E2 và Soundpeak E3 Pro để các bạn xem lại nha. Hay lắm đó. Ok, ngắt.